Thưa thưa đài, vui mừng chào đón thầy các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay thì em đưa lên kênh giới thiệu với các thầy các bác một chiếc đài của hãng Sanio. Chiếc này có mã là Sanio U4 và con này nó là U4 Tower. Nếu trong nói dòng U4 thì Tower là dòng có chất âm nghe hay nhất. Đấy, thì Sanio U4 này thì nó chia ra 3 mã. U4 T mà chữ E ở đây. Còn U4 mà tôm là một bản nữa, và U4 tôm N này là một bản nữa. Đấy, và bản này là bản cao cấp nhất của dòng U4. Thì con này thì nó là màu vàng. Con này thì là một trong những con mà rất nhiều bác đang tìm mua. Sản phẩm trên là em mua đấu ở Nhật. Hoạt động thì hoàn hảo các chức năng, bao gồm một cassette, một cửa băng, radio thì full giải tần số FM 108, bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Con này thì hình thức đẹp xuất sắc. Và cũng chia sẻ với các bác là giá công khai sản phẩm trên có mức giá là 6 triệu đồng. Giá trên là chưa có phí ship. Các bác mua hàng thì được tặng một cuốn băng để test đài. Ngoài ra có cả adapter ngoài để các bác có thể cắm điện 220V. Và con này sử dụng nguồn điện là 9V. Đấy. Về độ mới thì theo em đánh giá thì không có gì để chê cả. Sau đây thì sẽ tiến hành quay hình thức của chiếc đài cho các bác. Bác nào quan tâm thì liên hệ để sở hữu. Trước khi quay hình thức thì em xin đo kích thước của nó, bởi vì có nhiều bác thì nhìn qua hình ảnh thì không thể biết được kích thước của nó. Chiều ngang của chiếc đài này là 31cm. Chiều cao của chiếc đài này là 11cm. Và nếu tính chiều cao cả quai là 16cm. Nó là một dòng đài mini. Nhưng cũng phải thẳng thắn với các bác là rất nhiều những chiếc đài to, chất âm của nó không thể ăn lại được. Đấy. Đài thì em bao các bác zin xịn, chạy hoàn hảo các chức năng. Đấy. Không có bể vỡ. Đài là rất là mới và đẹp. Hàng mua đấu ở Nhật. Và sản phẩm trên bán thì được bảo hành 3 tháng. Đấy. Em đã làm công tác bảo dưỡng, thay dây cu loa bánh tì rồi. Các bác mua về chỉ việc xài thôi. Chất âm con này thì là một trong những chiếc mà được đánh giá rất là cao trong dòng U4. Thì về hình thức thì em sẽ tiến camera quay cho các bác. Đây ạ. Bác nhìn độ mới của nó thì không có gì để chê để trừ. Rất mới nhá. Đấy. Rất là mới. Hàng bên em sưu tầm là những hàng mà gọi là thật sự đẹp. Có những mã mà đấu giá cao thì về em bán giá cao. Còn những mã nào mà đấu giá được vừa vừa, em cộng chút công dọn dẹp vào rồi là bán cho các bác. Bao zin, bao xịn, hàng đấu Nhật. Con này là một màu con này cực hot luôn. Giá là 6 triệu đồng, chưa có phí ship. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ nhá. Hoặc là bác nào một chút mua thôi mà chưa đủ tiền thì cứ liên hệ với em. Bởi vì hôm em đăng con đài Nationa C40 lên, có bác hỏi giá, nhưng đến hôm nay bác nhắn tin lại là thế bây giờ còn hàng không để tôi mua, bởi vì bây giờ tôi được lĩnh lương. Thì thực ra nó thật, bác là bác chỉ cần mua thôi, bác là chốt mua em sẽ để lại cho các bác. Đấy, thế còn lại là nếu trường hợp mà các bác vì một lý do là gì đấy mà không mua được thì lại bảo em bán người khác. Bởi vì thực ra một sản phẩm đăng lên thì có rất nhiều người hỏi mua, vì thế nên là các bác nào mà xác định mua là phải nhắn tin cho em. Đấy, hoặc là gọi điện cho em. Đấy, chứ không là lúc mà hỏi lại là bán mất rồi thì nó rất là mất thời gian, là phí là một mươi hai, là phải lại phải rất lâu mới tìm được con đài như thế. Chẳng như con C40 vừa rồi là bác ở Hòa Bình bác ấy mua, em bán là 4,5 triệu. Đấy, em bán đúng giá đăng luôn. Có nhiều bác thì thấy em đăng giá thì cứ vào mà cả, nhưng mà thực ra em bán là đăng bao nhiêu tiền em bán bấy nhiêu, không hề giảm giá. Đấy, hoặc là em chỉ có khả năng bao ship trong lân cận Hà Nội thì gần em bao ship vài chục nghìn em bao, nhưng còn lại 200-300 nghìn là em không bao ship được. Các bác bán một cái đàn chỉ lời được tầm vài trăm thôi. Rồi, em sẽ chuyển sang test tính năng của nó để các bác cùng thẩm âm nhá. Và nó phải nói con này là chất âm vô đối đấy ạ. Các khúc tuần vũ. Đêm nay là đêm cuối cùng.
để ngàn thu vĩnh biệt vì ngày mai em theo chồng. Yêu nào ai có ngờ chuyện đời lắm trái ngang để mình đắng cay bẽ bàng. Buồn làm khi em tương lai vừa tầm tay, một ngày vui nhất đời tay vai chồng lên tre. Xin em đừng mỉa mai anh làm gì, đời người con gái bước vào yêu bao mong đẹp. Thời gian qua dần biết bao chuyện không ngờ, khi cuộc tình tan vỡ đâu chắc ai phụ lòng ai. Em ơi trời mưa đã tạnh, dù đường phố vắng tanh, đừng ai có anh đưa về. Mong đẹp chúng tôi coi như ảo mong thôi, để ngàn thu ngoài đường phố đã khuya, trời càng tối do mưa. Mình gặp lại nhau mang tâm từ đây vơi, để ngàn thu vĩnh biệt vì ngày mai em theo chồng. Khi yêu nào ai có ngờ chuyện đời lắm trái ngang để mình đắng cay. Làm khi em tương lai vừa tầm tay, một ngày vui nhất đời tay vai chồng lên tre. Xin em đừng mỉa mai anh làm đời người con gái bước vào yêu bao mong đẹp. Thời gian qua dần biết bao chuyện không ngờ, cuộc tình tan vỡ đâu chắc ai phụ lòng ai. Em ơi trời mưa đã tạnh, dù đường phố vắng tanh, đừng ai có anh đưa về. Mong đẹp chúng tôi coi như ảo mộng thôi, để ngàn thu vĩnh biệt thôi nhé. Coi như ảo mộng thôi, để ngàn thu vĩnh biệt thôi nhé. Đường ai nấy đi, coi như ảo mộng thôi, để ngàn thu vĩnh biệt thôi nhé. Đường ai nấy đi, coi như ảo mộng thôi, để ngàn thu. Em sẽ chuyển sang phần test tính năng cắt radio cho bác nhá. Này tua này. Đấy, tua này. Đấy. Chạy hoàn hảo hết các chức năng luôn. Phần radio thì ở đây nó có cái phím chức năng ở đây. Các bác gạt ra giữa. Song song với một xe khác đang dừng đỗ. Bên cạnh đó là vi phạm dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông. Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn. Và hôm nay cũng thay cho lời chào tạm biệt của chương trình tới các bạn thính giả. Quang Đức hy vọng đã mang lại cho các bạn một chút cảm hứng mới cùng âm nhạc. Hãy đón chờ chuyến theo của chúng tôi tại True Time tuần sau. Chúng tôi hứa rằng sẽ giúp các bạn thư giãn bằng âm nhạc sau một tuần làm việc mệt mỏi. Bây giờ xin mời các bạn nghe nhạc. Quang Đức thân ái và chào tạm biệt. Oh.
Đến với cô công chúa, kể từ khi chồng của cô là Nguyễn Lâm ý, tử trận ở nơi chiến trường thì năm 37 tuổi, nàng lại vướng vào một cái án nữa là án loạn luân cùng với người anh trai của mình tên là Hồng Hưu. Tuy thế nhưng mà nhà văn Trần Thúy Mai ý, cũng có chia sẻ là cái vụ án đó chưa khẳng định là có chính xác hay là không, và Đồng Xuân cũng có thể chỉ là nhân vật bị sa vào cái âm mưu phân tranh quyền lực của thời bấy giờ. Sau khi đọc trọn vẹn tiểu thuyết Công chúa Đồng Xuân, Thanh Tâm thấy rằng đây không chỉ là cuốn tiểu thuyết nói về cuộc đời của một nàng công chúa, mà nhà văn Trần Thúy Mai còn đưa độc giả bước vào nhiều câu chuyện của triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta. Bộ tiểu thuyết Công chúa Đồng Xuân ý, thì nó không chỉ kể về cuộc đời của nàng công chúa ấy, mà là Trần Thúy Mai đã cho độc giả nhìn vào bức tranh của những cái năm tháng triều đại phong kiến Việt Nam cuối cùng. Đi qua cái cuộc đời của Gia Phúc ý, là những cái biến động khi mà Pháp bước chân vào nước Việt với những lựa chọn lịch sử hòa. Các ông bố cũng đã dành rất là nhiều thời gian cho công việc của mình rồi. Có thể chia sẻ thời gian của mình cho con cái này cũng là một điều vô cùng đáng trân quý đúng không ạ? Và đọc sách chắc chắn là một hoạt động rất có giá trị để bố có thể làm cùng với con của mình chứ. Trong cái chuyến tập huấn đi ở Nhật Bản, chuẩn bị thật tốt trước khi quay về Việt Nam để tham dự vòng loại. Đội nhất bảng vòng loại sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á. Đội nhì bảng sẽ cần xét kết quả với các đội nhì bảng khác để xác định những tấm vé cuối cùng đến Trung Quốc vào năm 2025. Chiều ngày 3 tháng 8, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh bắt đầu tranh tài chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ Olympic Paris. Các vận động viên có 10 loạt bắn nhanh, mỗi loạt 5 phát đạn. Xạ thủ phải giữ súng trong 7 giây và bắn trong 3 giây. Trịnh Thu Vinh dừng bước sau loạt bắn thứ 5 với 16 viên đạn trúng đích, xếp ở vị trí thứ 7. Kết thúc các loạt bắn, xạ thủ Hàn Quốc Jang Jin xếp thứ nhất với 37 điểm, qua đó giành huy chương vàng Olympic. Xạ thủ Camille Zetzinski của chủ nhà Pháp. Dưới đài xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài của hãng Sanio tại đây. Thủ tục mua hàng của em rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần ưng sản phẩm, em sẽ đóng gói gửi tận tay các bác, có nhận hàng kiểm tra thoải mái, trả tiền. Bên em ship code toàn quốc và sản phẩm bán thì được bảo hành 3 tháng. Tặng các bác một cuốn băng để test đài. Và đài thì đi kèm với đài sẽ có một cái adapter để các bác có thể cắm trực tiếp điện 220V. Đấy. Và con này thì nó dùng được pin, là pin tiểu. Đấy. Các bác ra mua pin ở các cửa hàng tạp hóa để xài. Thế giới đài xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài của hãng Sanio tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh để xem em thuyết trình và giới thiệu sản phẩm. Hãy ghé kênh của Thế giới đài vào lúc 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần để xem em thuyết trình và giới thiệu sản phẩm. Bác nào thấy sản phẩm phù hợp thì ủng hộ em. Hãy cho em một đăng ký kênh, cho em một like để em có nhiều động lực làm nhiều video có chất lượng cho bác cùng xem. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại thầy bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.